Dạ, lời nói đầu tiên cho Chọc xin gửi lời chào đến quý ông bà cô chú anh chị. Thì mấy hôm nay câu chuyện của Út Chăn cũng lại nổ lên đó quý ông bà anh chị. Thì khi mà Chọc những cái đường like trước đó và cũng như là cái câu chuyện mà em với người bạn của em khi mà nói chuyện với nhau nói là con cái gì của Út Văn đó, nhớ quý bà anh chị. Thì cuối cái video cũng như là dưới bình luận thì Chọc có để cái gọi là cái bình luận lại, là ghi bình luận đó lại, thì có nhiều quý anh chị vô xem cũng không biết. Thì thật sự ra thì cái câu chuyện đó cũng đã qua rồi, em cũng không nói lại. Thì ở đây cô Văn cũng vẫn em vẫn nói phân tích gần đây là không phải con của Út Văn nha, mà cô Văn Út Văn cũng lại đoán là hàng xóm, suốt ngày cứ cô cứ nghi ngờ rằng là hàng xóm nói mình thế này thế kia. Thì em cũng không đợi quý bà anh chị đợi lâu, thì mời tất cả quý bà của anh chị mình vào trong cái video sẽ hiểu hơn về cái câu chuyện này. Thì nhân dịp Noel Giáng sinh ngày hôm nay là Giáng sinh, thì em chúc quý bà anh chị có một ngày Giáng sinh, một đêm Giáng sinh thật là vui vẻ và an lành và hạnh phúc bên người thân gia đình. Và em mời tất cả quý bà anh chị hãy vào xem video ha. Cô vừa nghe là bây giờ cô vừa tắt mà cô vừa nói cho con nghe liền đó, người đó Dạ. không phải là của cô. Dạ đúng Tướng rồi. người này á, theo mà cô nghĩ tướng người này á là khoảng khoảng cỡ 50, 50, 52. Dạ. Nó Cô nhắc ghẹo con đó, cuối cùng con đăng video xong nó gọi lại. À, dạ. thì con hỏi tắt máy là cô tắt máy rồi cô mới bắt qua bên kia cô coi thì cô thấy cái hình của con Dạ. và cái hình của cô mà một bên cái tiếng cái người đó nói là không phải con cô đâu, cô cho con hay liền đó xác nhận lại là không phải, Dạ đúng rồi cô. không có phải là con của cô. Dạ. Con của cô á, cái thằng trai lớn nó đi mần suốt ngày nha, nó đi làm bên xe rác đó, nó không có thời gian đâu mà nói chuyện với con. Dạ. Nhưng mà cô hỏi con cái bữa đó cái cuộc gọi đó điện cho con là giác mấy giờ nha, Cái vụ nào cô? ví dụ mà cái người nói con cô á, À, gọi hồi sáng. hồi sáng này đây hả? Dạ. Không có đâu, cái tiếng đó là không phải con của cô, tại vì con của cô đứa nào nói chuyện là cô cũng biết á. Dạ. Không À, phải cô ơi, con xác minh lại là không phải. không phải đâu, Dạ không phải. nói con nghe nè, không có phải trên kinh điện thiếu, nhưng mà cô nói ở đây nè, không có ở đâu xa ta nha. Là sớm cô hả? À, Không, con xác minh rồi. Bạn con mà làm YouTube á, đồng nghiệp với con, nhưng mà lâu lắm rồi không có gặp nó. Lúc đầu là sao nó giả giọng. sao sao giống, là sao giống người ở đây quá. Không phải đâu cô ơi, không phải ở À, sớm cô đâu, không vậy. anh cho em hỏi nói như chung là cái vụ của một dân anh em thấy ghét mà sao thấy xàm xế quá ha anh, Dạ. người bệnh hoạn khó khăn này kia mà ha, cái này mà Mạnh Thường Quân chị bên đó gì giúp giúp những người giống như mà già cả có hoàn cảnh khó khăn bệnh hoạn này kia thì đỡ, giúp lại cho cái bà dân này thấy nó quá phí anh. Dạ. Em càng coi mà ghét em càng bực, em nói thôi coi ghét cái thấy nó nhàm nó xàm xế quá, quay đi quay lại cái bà nội này không mà bà kéo dài thời gian mà đâu không ra đâu chứ đủ trò đủ chuyện hết. Yeah. Không Ừ. phải như mà hoàn cảnh của cô mà cô nói khó khăn thì quay chia sẻ hoàn cảnh Mạnh Thường ta giúp cho người ta Dạ. hồi suy nghĩ lại, con này lên tuyển chồng Dạ. rồi trả nó nợ 200 triệu thì Dạ. dạ. Thấy nó thấy xàm coi càng coi thì càng bực mà càng coi thì càng tức, chứ cho nó thấy nó xàm gì đâu. Giống như Mạnh Thường Quân giống như giúp đỡ giống như mấy người hoàn cảnh khó khăn này, những đứa trẻ mồ côi hay là những ông bà già tật nguyền cái này kia đồ á thì ha cũng đáng đáng để giúp. Bây giờ em nói thiệt anh á, người bình thường mà giàu có thì nó ít chứ cái người khó khăn nó rất là nhiều. Dạ. Em ở đây chính như em ở đây nè, em nói thiệt anh em không có một công ruộng nào, em ở Vĩnh Long nè em có công ruộng nào á mà em chỉ có 433 mét của cái khu vực nhà với vườn em thôi, Dạ. mà chồng em thì đi làm công nhân, ba mẹ con em nhà em vẫn làm để có tiền để mà lo đi cho từ thiện cho người ta cũng như giống như là mà nhường cơm sẻ áo nhau thôi chứ không là gì, mà sao thấy giống như hả em giúp cho người ta em không tiếc mà em thấy bài vũ dân càng lên là càng tức, càng lên càng tức cho bả đâu mà thấy thế, nó tào lao mới lao quá, Dạ thì bày trò hết chuyện này tới chuyện kia, hết chuyện kia tới chuyện nọ. hôm bữa nghe bên cái kênh của em đó là có Mạnh Thường Quân giúp 200 triệu đó, là coi như là không cho mấy kênh YouTube kêu quay nữa. À, thì đó bởi vậy hồi lúc mà em thấy cái lúc mà anh xuống anh quay cái lúc đầu mấy ông công an tới cái mấy thằng Mạnh Thường Quân kia
nó đâm vô là em thấy em ghét rồi, mà lúc đó bà còn đi nói thôi để từ từ đồ này kia nọ, tại vì cái lúc đó chưa có nghe nói là bên kênh anh Mạnh Thường Quân cho tiền. Thế sau này cái nghe nói bên kênh anh Mạnh Thường Quân cho tiền, cái bắt đầu giờ hả tránh né mấy người Mạnh Thường Quân kia ở mấy cái YouTube kia. Dạ. Ôi đủ trò dễ sợ, con nhận bỏ quay còn hơn rồi chồng trời, còn hơn trong trống đó. Hôm bữa là bà còn nhờ cái bà nào mà bảy mấy tuổi hàng xóm bà đêm mà đứng ra làm chủ nợ đó, nhưng mà rồi. Mà bà đó bà không chịu. Dạ hả, chắc bỏ tiền ra mướn quá. Bỏ tiền ra mướn. Bỏ tiền mướn là ai mà khùng. Mà bà đó mà bà có chơi chăng nữa, bà người ta cũng phải soi xét lại nhà cửa bà như thế nào, con cái nó như thế nào người ta mới dám cho. Mà cũng không, em nói thiệt với anh đó, ở quê này mượn 100, 200 ngàn á, thì còn khó nữa chứ đừng có nói. Nó thật sự em ở khu vực em ở đây đây nè, còn là dân là giàu có đó, không á chứ không phải là dân khó khăn đâu. Mà thỉnh thoảng giống như em mà có bị kẹt tiền em mượn 50 ngàn, 100 ngàn, em nói thiệt anh á, một chục nhà chưa có được nhà nữa chứ đừng nói như bả mà mượn nói tiếng mấy trăm triệu, trời đất ơi, mất ở đâu ra ai mà điên mà giúp đỡ bả. Yeah. Ai mà điên mà cho bả mượn số tiền đó. Nếu mà mượn số tiền lớn như vậy là phải có cái gì mà cầm cố người ta mới cho mượn, phải không vậy? Giả sử như bà có đất, có ruộng, có vườn nhà, ruộng đồ nhiều thì người ta nhìn vô đó người ta, nếu mà bà người ta suy nghĩ ra cho bả mượn, mà nếu như người ta trả không nổi thì người ta có thể là lấy đất ruộng vườn bả này kia. Còn đằng này gì đâu, cái nhà có miếng đất lớn vậy mà kêu ha cho mượn, ai cho mượn. Mà cứ nhìn cái hình hài của bả, em nói thiệt á, em cũng phận con gái nha, em cũng là năm sắp sửa 50 rồi, mà em nhìn là cái bộ hình của bả em nói thiệt á, cho em cũng thèm nó, đừng nói tới mà cho ông đàn ông, bán cho ông đàn ông nào mà tới 200 triệu, ông nội nào dám gớ bả. Nhìn bả thấy gớm muốn chết, nhưng không phải nói chứ muốn mượn chén cơm lên ăn mà thấy bả bỏ chén cơm xuống cho nó lẹ. Yeah. Chứ đừng nấu mà cái hạn bảo vậy mà đi ra bán 200 triệu. Dạ, cô Út Văn mới điện cầu cứu mấy anh em YouTube nữa đó chị, là nói là mấy bữa nay không có tiền ăn cơm với muối không á. Rồi tận nghiệp dữ vậy hả? Tận nghiệp không có, có tiền ăn cơm với muối đỡ rồi, gặp em cho bác nhịn đói uống nước mà no luôn chứ đừng nói, không có nước để uống nữa chứ đừng nói. Trời ơi, ăn cơm với muối này kiểu này gầy ốm rồi mới mốt không biết sao tuyển chồng được nữa đây nè, tội nghiệp của Út Văn. Trời ơi, bác ngầu không phải nấu cho bác ngầu còn hơn cái đống gom nó, cây gom nó. Cây gom mà người ta sắp xếp ra nó còn đẹp hơn người của bà nữa, nó thiệt luôn. Ê, cha nhìn bà gì đó, mà bà lớn hơn em tính ra có 15 tuổi gì. Dạ. Mà em nói thiệt anh á, cái bộ hệ dạng hình của em á, người không phải nói chứ con trai giờ 25 tuổi còn mê em, nó chứ đừng nói cái bộ hình bà. Em nói em là con gái mà nhìn vô thấy bộ bảo là muốn mua chân cơ lên ăn, muốn ói ra, đừng nói kêu mà bán cho ông nội nào, trời ơi. Vậy mà gặp ông chồng cũng trời đánh. Dạ, dạ. Ông chồng cũng đồng ý luôn mới ghê chứ. Nhớ, tại về chắc bả cũng về, bả cũng đẩy ổng này kia, bả cũng nói vậy này kia, đang cho ông có tiền này kia, trời ơi, dễ ăn quá. Em nói thiệt anh, nói chị gì liền gì bên kia bên nước ngoài đó, nói hay giúp cho bà, em thấy quá phí đồng tiền. Em nói thiệt anh, hai gì đồng tiền nó cho những người khổ sở, già cả những đứa trẻ mà mồ côi cha mẹ, hay là đi bán vé số tật nguyền này kia cho người ta, mình còn có lòng, còn có khả năng hơn, còn tốt hơn cho bà chi. Em nói thiệt anh ha, nếu như cái chị đó mà giúp bà thì sau này sẽ dài dài có những người khác nữa, chứ không riêng một mình bà không. Em nói thiệt anh luôn á, càng ngày có càng có người ta thấy giờ cái kênh này vậy, có người bả vậy mà giúp bả cho được. Một cái bắt đầu mới mốt bài trò lên từng người một rồi. Em nói anh thiệt, cái nước Việt Nam mình không biết lấy cái gì mà che luôn. Em nói thật sự, cái chị tôi này đó nói giúp á là với cái điều kiện là phải chứng minh là có giấy tờ, là họ đâu đàng hoàng mới giúp, chứ đâu phải mình giúp khơi khơi đâu chị. Dạ, giúp nhưng mà em nói thiệt anh, nhầm khi bà đi kiếm về trò chuyện này chuyện kia, bà bỏ tiền rồi bà mướn người ta rồi làm sao. Em nói thiệt anh là còn dài dài, bà bỏ tiền ra bà mướn người ta là dư sức được chứ không phải không được đâu. Dạ. Nhưng mà trong khi cái số tiền đó giờ giả sử như cái chị đó cho 200 triệu đi, giờ bà bỏ ra giả sử như bỏ 2 triệu thì bà này bà thấy chị ít quá, thấy không? Thì bắt đầu người ta cần 10 triệu thì tới chừng nó không có mà cũng ráng bà chạy. Dạ. Chạy để bà lo cho người ta, rồi chỉ yêu cầu bỏ 50 triệu này mà mình được 200 triệu thì mình đâu có lỗ đó. Đương nhiên con người bà phải suy nghĩ như vậy, là tốt nhất là có người đứng ra làm chứng liền, nhưng mà cái đó là phải những cái người giàu có, người ta đưa mấy người ta mới tin, mấy chị ở bên kia mới tin được. Là anh biết sao, kiểu như cái nhà chị đó
giàu có, chỉ nói ừ tôi có khả năng tôi cho bà này mượn như từ từ bao nhiêu 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 đó. Giả sử như tôi cho bà mượn 100 triệu đi, rồi bảo tiền lời tiền này tiền kia tiền nọ, xong mà giờ tôi không lấy tiền lời thôi, giờ tôi cho bà gây tính ra từ đầu tới đuôi mấy tháng mấy năm mấy gì vậy vậy vậy, à, giờ ra 200 triệu, nó tôi sẵn sàng bảo mướn người ta dư sức được. Em nói thiệt anh á, mấy cái người này độc độc ghê lắm, cái đầu mấy người này em nói thiệt còn hơn con rắn hai đầu, còn hơn con dao hai lưỡi, em nói thiệt anh luôn á. Nhưng mà tương lai nó không tin, anh không tin, nếu như sau này anh không tin, anh để đi giúp cho bà này được, rồi là mai mốt có thể những người khác lên dài dài. Nói thiệt lên luôn á, em càng coi mà em càng thấy hầu như bà càng ngày bà nói không đâu ra đâu. Em nói thiệt anh, nó nói 10 tô chưa vô được tổ, mười tô chưa vô được chén. Không nói chơi gì đâu mà nó xàm thế, nó nhảm nhí bà cố. Không, không phải gần Tết rồi nào, không phải chị ước chị cô Út Văn về ở chung đi cho vui nhà. Trời ơi trời ơi, mất công về bắt kêu bắt bán chồng em. Chồng vậy còn kêu bán nữa, kêu chồng bả còn kêu bả bán bả được, hú chi chất vào chồng em về chắc ba đêm bánh thang chồng em bả bán mất tiêu, không biết bả có được vô tới cửa đường nhà em không. Ôi trời ơi trời, em nói thiệt anh, thà em cho người ăn xin ăn mài vô nhà em thì được. Em nói thật sự luôn á, bây giờ một giờ em giàu để em có giàu bao nhiêu. Nhầm khi em coi trên YouTube nè, trên mấy người khó khăn á, bên kênh giúp đỡ người khó khăn á. Cái em thấy cái mấy ông bà già mà tật nguyền bán vé số, không có nhà ở, đi kia ở quan á. Cái em kêu ông xã em cho về ở, ông xã nói sao em biết không? Trời ơi, em có lòng tốt, em cho người ta 100-200 ngàn thì được. Chứ mà em đem người ta về rồi lỡ như mai mốt người ta có bệnh hoạn ha, người ta chết chóc này kia, em ăn tiếng. Đó. Ông xã em, ông nói vậy đó, ông nói là người ta khó khăn mình cho tiền người ta rồi. Hoặc làm ta có lợi sinh gà. Cảm em ơi, em không có biết đâu. Em nói là anh cái tính của em rất là thương người ông xã, em cũng vậy đó. Có một mình ông xã đi làm mà em nuôi hai ở nhà nè, một con bươi, ba con mẫu. Em nói thiệt anh em, từng đi ra người ra đường đó, em thấy những người khổ sở. Bán vé số giống như em mua 3 tờ thì em đưa 50 ngàn. Cái người ta thói lên nó hơi cho cô, hay cho em, cho cháu gì vậy đó. Em không phải là em nói tốt nhưng em chọc, nhưng mà em rất là thương những cái người mà tật nguyền có hoàn cảnh khó khăn, những người nghèo khổ em rất là thương. Còn giống như bộ dân thì trời ơi trời, em càng ngày càng, em đã một khi một ông gì ông Năm Tự Yên rồi ha, rồi tới giờ quay qua tới bà nội này cái nữa không thôi. Nhờ nói chung là nhờ anh với anh Lâm, em coi kênh của anh với anh Lâm là nhiều nhất. Nhưng mà em ngu lắm, em không có biết bình luận, không có biết gì, em chỉ có biết điện thoại thôi chứ em không có nhắn tin gì trơn á. Con em nó kêu nó chạy em hoài mà em không dạng vậy, em không có quan tâm tới. Con ghét càng coi càng tức càng bực lên. Bực như vậy có thể nào khó ngủ nằm mơ thấy cô Út Văn không? Mở hình quả ra là thấy ứa gan rồi. Thật sự em nói thật sự với anh, em bưng chén cơm đây này mà em nhìn thấy bả là muốn ói rồi, khỏi ăn rồi, chưa ăn mà để chưa có gì để ói luôn, cho em nói thiệt. Ớn thiệt chứ. Nhìn cái bộ hình của bà ngồi lên trời đó coi, một đống chùm dèm. Nhìn qua ổng ngồi kế bên, bên thì nhìn ổng giống như gừng khô cá lẹp. giống như số không với số một á. Thiệt á chứ. À cái đó là thiệt á. Cái con người của bà là lấy xuồng là mà đè chiếc xùa. Cái gì lấy ghe mà xà lan mà đè chiếc xuồng. Nhìn bộ hình của bà thì gớm thiệt chứ. Mà mai chuyện này mơ chuyện kia nói công nhận hay ha anh chọc mấy người với vậy nói chuyện hay thiệt chứ em gặp em nói thiệt anh, người em ngay thẳng em không có nói như vậy được đâu. Em nói thiệt trời ơi sao mà miệng lưỡi quá trời luôn, nói gì mà mánh muốn đầu này đầu kia đầu nọ nói được hết trơn mà nói không đâu ra đâu, không có là bữa nay thì nói anh vay thì nó khác, ngày mai cái kênh kia vay lại nó khác, mà nói gì tùm lum rồi mai mốt anh quay lại bả thì bả cũng nói khác. Không đâu ra đâu chứ, người sống mà không có chính xác, không có đúng đắn cái chỗ nào hết trơn trời. Vậy mà bỏ lên hoài không biết mắc cỡ chợ, em trời ơi trời, em xách đồ em chạy em lấy cái mền chui vô cái phòng á, nằm ở chổng tối ngày chùm mền cửa mẹ nó lại đi mà không biết có phòng không, nhà mà không biết có phòng. Hết dám đi ra đường luôn á. Hết dám ra đường luôn. Đi đăng. Vậy mà đi đăng lên trời ơi thì thấy nhục nhã gì đâu thì ghét rồi. Em thấy sao nhầm khi trên mạng không phải nói chứ kết nối yêu thương, ghét em thấy em coi nhà em chán. Trước kia em hay coi kết nối yêu thương của Phúc Nghĩa này kia lắm,
Với lại ông bán bưởi nè, rồi tới ông Năm Sầu Riêng nè, tới bà này, trời đất ơi trời, sao mà em coi. À rồi cái bà gì đó, bà gì mà có ông Tấn mà đi không có giấy tờ gì đó. Bà Hà hả chị? À phải là bà Hà, trời đất Phật ơi. Ta là không còn cái gì để nói, em nói thiệt là em coi kênh nào em thấy mấy cái kênh đó, mấy cái người đó sao em thấy em mất mệt quá trời luôn. Biết là nói trong xã em nói kiếp thì Việt Nam mình nó nổi loạn lên toàn cái gì đâu, không kết nối yêu thương có giống gì ở đâu không biết nữa, mà ra toàn người già mà Mạnh Thường Quân người ta, ủa người dân người ta đăng lên, người ta mạng người ta nói, người ta nói này nó nọ riết, mà cuối cùng mấy thằng hả kết nối yêu thương nó cũng không bỏ được. Trời ơi trời, đúng là mấy thằng câu like câu view thiệt mệt thiệt chứ. À, tại nó là tại nghiệp cô dân lên tuyển chồng bài đúng rồi, tuyển tuyển chuyến này xong luôn rồi luôn hả, lớn hơn tôi cái anh à. nhờ, nói chung mà cũng nhờ mấy anh với lại anh Lâm với còn anh gì đen đen nè, quên này, À, anh gì em mà đen đen đó. đây hiện tại hả chị? Dạ hiện tại giờ đó là đang quay cho cô dân rồi đó, À. đó cho bà Út Dân này nè. À. Dạ, giờ cái anh đó lên nói chuyện cũng thấy cũng được dữ lắm. Anh đó nói cũng không có, nói chung là anh nói cũng hay, mà anh với anh Lâm cũng vậy. Em nói thật sự chỉ có ba kênh của mấy anh là em coi thường, còn mấy cái kênh kia giờ thấy xàm xí đuối quá, xàm xí đuối quá, em không có coi tới. Dạ. Chúc Câu em nói đồng ý là câu like câu view lo câu để mà có ăn, hay là mình muốn muốn giúp đỡ người ta cái gì thì mình cũng đáng cái giúp cho nó đàng hoàng, mà mình quay người ta lên á mình cũng phải quay sao cho coi được. Trời ơi ghét, từ đâu Việt Nam hồi đó giờ đâu có vụ này đâu, mà sao mấy năm nay gì đâu mà quá trời quá đất luôn á trời, đừng nói mấy năm, mới có mấy tháng thôi chứ đừng nói mấy năm, hồi trước kia đâu có dữ vậy đâu. Chết chết ba thuốc cũng biết tới giờ mấy ông bà già đó giờ bị bí mật hết rồi, giờ chịu hết nổi rồi sao. Chắc chết chết lộn thuốc à. Chịu hết nổi rồi giờ phải lên, trời đất ơi. Chắc chết Nhưng mà lộn thuốc anh à. thiệt anh Ừ. á, giờ chích lộn thuốc thiệt á chứ mấy ông bà già thì thôi. Trời ơi trời, trẻ tuổi người ta còn đi lân lăn lộn làm ăn này kia, còn lớn tuổi giờ mình không có làm gì mà đi bán vé số đi chăng nữa cũng vẫn có tiền nuôi chồng nuôi con ha, mình cũng có cái tiếng tốt Dạ. đó. Nhưng mà làm gì chi làm vậy, em nói thiệt, em mà đúng giả tù như em là con của bà dân, em nói thiệt anh á, thà là em trốn trốn biền biệt luôn, không dám lên tiếng là con bả luôn á. Em nói thiệt, em mà có bà mẹ vậy không bao giờ em dám lên tiếng, trời ơi nó nhục nhã quá trời đi. Còn cái lên tiếng thì em cũng phải lên tiếng nha ông bà, ừ cha mẹ mình, ừ cha cha với mẹ đừng làm vậy, tới con ba cha mẹ còn nghĩ còn tới con, còn có con có cháu này kia, con còn đi ra đường hay cháu còn đi ra đường này kia, còn khuyên không được thì thôi, chứ em nói thiệt anh em không dám lú mặt ra là nó con của bà đó. Em nói thiệt nhục dữ lắm, nhục luôn á. Làm bây giờ làm như vậy giờ con cái đi ra đường ai đâu dám đi ra đường nữa. Bởi vì nhau em nói với anh đó, bởi vì em nếu mà em mà con bả là em không có dám lú mặt ra đường, còn nếu mà muốn nói chuyện với ổng bả thì điện thoại hay làm gì đó nói là nói cha mẹ giờ xuống đi đừng lên nữa, lên nữa giờ con cái con cháu nó nhục nhã quá, nó không dám nhìn ai chân, nó mẹ nó tiếng như đi, trời đất ơi mà tôi càng ngày càng náo loạn. Còn Mới đây là cô Út Văn cô điện cầu cứu mấy anh em YouTube tiếp kìa, mấy bữa nay là đâu có tiền xài ăn cơm với muối được không à, YouTube xuống là không có tiền ăn thịt heo à, em thịt heo lên ký nữa. không biết có ăn thịt heo không ha, đi đề cờ bạc ăn không biết, ăn thịt heo thì cũng còn còn đỡ thì cũng còn có chất để ăn đi, nhưng mà ăn em ơi sợ mưa mốt mà nó cửa và không kịp luôn á Dạ. chứ bà quá tải rồi, thành ta heo đúng tạ cân còn bảo với mấy tạ rồi. Heo quả là đúng mấy tạ cũng ai dám đụng. Quá lứa rồi. Quá lứa thì tôi quá tải luôn, nó mẹ là quá tải cho nên nó rõ hơn. Thôi không mấy không mấy chị rước cô Út Văn vợ chung đi cho vui nhà vui cửa. Em nói thiệt à, là em chết đói em giúp đỡ mấy người khác, giờ em giờ cho vô nhà em ở chứ gặp bả trời ơi bả quỳ lại, bả nói em cũng tin dân nữa nè. Chị cũng tin dân nữa hả? Má mà có quỳ lại em mà nói dân ơi dân, con cho cô vô nhà con cô ở đỡ, đêm sáng gì con đi chỗ khác ở, hồi mô Phật gì bơm tôi cho bà đi cái đường bước vô nhà tôi ô nhiễm. Ô nhiễm. Ô nhiễm trời ơi trời, thấy ở khiến tôi càng càng coi mà càng tức mà càng nóng máu, biết em đó mày không bỏ qua mẹ rồi con chị xàm xí luôn. Dạ không có nên nói lúc nào chưa ăn sao không nói gió, giống như con rắn hai đầu mà giống như là con dao hai lưỡi, Ừ. nói chuyện bày tỏ nói thì không có ra một cái gì là cái gì,
Em nói thiệt, có ông chú nào hôm qua ở em có coi ông chú gì nè, em quên tên, ổng ở trên mà quận Tân Phú thành phố đó anh. Cái chú đó chú nói em thế, phải nói là đúng thiệt á. Chú nói thà có tiền giúp đỡ những người nghèo khổ khó khăn này kia, già cả này kia, tật nguyền bệnh hoạn này kia, em đồng ý với chú đó nói đúng. Nói chung là nhiều người cũng mà cũng góp ý điện thoại lên nói chuyện với anh, em thấy nhiều con người cũng nói đúng á. Thà là giúp ai, giúp những người khó khăn, hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ này kia, tật nguyền bệnh hoạn, ta không có tiền bạc, mình khổ có người khổ hơn anh chồng. Nói thiệt chứ hả, giúp những người vậy thấy nó phí quá, thì một phần nó phí, một phần thứ hai á chia ra giúp cho bà, rồi biết đâu bà có chơi hụi chơi ổi, có thua thiếu nợ người ta không, hay là mời giúp cho bà rồi mới mốt cái bắt đầu bà về bà ăn nợ tứ văn xong rồi quay qua bài cờ bạc đề đốm này kia hết 200 triệu quay qua tiếp nữa đó, trời ơi còn dài dài. Nhưng mà em nói anh sao này, giúp một bà này rồi mong mốt những bà khác có nữa, những ông bà khác có nữa chứ không phải riêng mình bà này đâu. Nó thiệt bây giờ đời sống giờ khổ khó không không phải nói là không còn gì để nói nữa, không biết đường nào để diễn tả nữa.